gia đình mình xin kính chào cô bác, chị bạn. Xin chào. Trước tiên, gia đình mình cũng xin kính chúc cô bác, anh chị, các bạn sức khỏe, giàu năng. Thì em gái bằng áo đen này là cháu mình, kêu mình bằng cậu. Lâu lắm rồi không có quay clip, tên là Tân Phượng. Hôm nay cho đầu quay clip, bây giờ là hai mợ cháu. Cô hai cậu thử thách hai mợ cháu con là ăn hết cái mâm này, mâm hải sản với rau trong vòng 25 phút. Được rồi, 1 triệu. Ok cậu. 1 triệu ha. Ok, nhanh luôn á hả? Không xin chút nào nữa hả? Bây giờ hai mợ cháu, hôm nay hai mợ cháu đấu cái mâm ha. Dạ. Bây giờ thái bấm hồ anh em anh đến Sơn đại diện hai mợ cháu của Phượng, tổng mời cô bác chị bạn dùng hải sản luộc. Xin mời. Rồi chuẩn bị. Rồi ăn đi con. Mời cả nhà ăn. Rồi 1 2 3. Nói đại luôn rồi đó, bóc cái dính luôn rồi đó. Cậu có dĩa lên luôn nha, vô trong luôn con. Bỏ cái muỗng ra ngoài, bỏ đại ra ngoài. Sao? Sắm ngon không? Rồi, ngon mệt. Là mực hả? Dạ. Nước mắm này nó cay rồi, để cho người cay cay rồi ăn đã ha. Trong này có ớt á. Ừ. Nước mắm luôn hả? Mình ăn cho cậu nữa miếng ha Phượng. Dạ. Nước nãy muốn no luôn. Để tập ăn xấu thôi. Ừ.
có rau thơm bỏ vô ăn nhai thơm thơm. Phường á, Phường cũng việc rau dữ lắm không? Rau lại với đó Phường. Dạ. Sâu ra mà. Con cay đã luôn. Cái này ngon nhờ có cay á mà. Phượng ăn cay thấy cũng giỏi á Phượng. Cũng được, không có lấy. Được rồi, có lấy rồi. Nãy giờ thấy ớt nhóc ăn không có nhăn mặt. Thấy cái môi đỏ luôn nè. Lực mất nữa. Dạ. Lắm hay mà cháu mình kịp giờ không nè. Mấy triệu quên xe uống trà sữa nè. Đó hên xui đi. Thời gian có 25 phút hên xui đi. Cái mâm của cậu làm cái mâm thật xanh không á? Nhiều lắm á. Nhiều quá. Không hết đâu. Cái mâm thật xanh đó biết không? Mà ăn thấy cũng dữ lắm á. Nhìn còn nhiều hơn. Tôm với mực nhiều lắm á. Ăn hoài có hoài á. Ừ. Phượng cẩy Phượng à, hình như là Phượng phải ăn rau hơn thường Phượng lựa rau á. Rau kẹp với tép rồi được hơn. Biết tâm lấy 1 triệu anh xem được. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên.
mấy phút rồi hả? Em ăn đi, hỏi việc nào anh nói hết giờ là biết hết giờ. Chị đánh giặc hỏi quân nữa. Cố lên đi, cố lên. Mình cứ cố lên đi thôi chứ hỏi mấy giờ dắt gì hết. Cái giờ là chừng nào mà hết giờ nói hết giờ. Nghe nghe nhìn ra bên đó qua nó không thấy à. Mình hỏi vậy, người ta đánh giặc á, người ta phải, người ta hỏi thử coi, biết đâu bên đó nói còn bao nhiêu mình thủ ha. Người ta gạt sao mà? À. Người ta gạt. Đánh giặc hỏi quân gì? Này cái tôm cá của Thạch Xanh chứ không phải của biển. Hồi sáng còn mua hai thứ đó là mực với tôm là 5 kg. Thì luộc nó teo lại còn nhiêu á. Luộc nhỏ nữa. Hồi nãy mà thấy ít hả? Thấy ít đấy là anh nói để 20 phút 25 vậy anh nói. Nhầm rồi. Mà muốn có cái gì hoài đó thì phải cố gắng thôi. Thời gian cho biết thời gian luôn. Còn 12 phút nữa. Rất dài. Ok. Sao sao Phượng? Ừ? Sao vậy? Sao vậy? Luôn ăn mà, Phượng luôn ăn mà. Khi nào cảm giác no thì có quyền. Xin thua. Nhắm hết không hả? Dạ. Nhắm hết rồi. Mở còn không thấy nên sao nhắm sao thấy mở. Chứ đâu rồi chứ đó. Mở rồi không thấy nữa hả? À, mở rồi không thấy nó nhắm sao thấy. Đấy là phải hơi khó một chút chứ. Phải mà bình thường quá đâu gọi là thử thách. Cái độ cay này em không sợ. Mà sợ độ nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhiều quá. Tình hình mở sao rồi? Bắt ăn không? Tình hình à. Khi mình hỏi nhau súng đạn còn không hả? Thế là mất hết hả? Hai chị này chắc là có bầu hơi bị no nè. Sao không nổi khi ra cờ? nhìn nhau lắc đầu. Nhìn nhau lắc đầu.
nữa nữa, cũng cố gắng nữa, chưa chịu thua. Mười phân nữa được không? Không, em ăn nổi thì ăn, Phượng ăn nổi, ăn nổi thì Phượng vô cờ chứ giữ gì thì thua. Lúc tới đâu lục bình dân tới đó vậy á? Dạ. Vậy là Phượng nói là nếu cái đây là bình dân cái đó là Phượng còn chiến với em đó. Em mở tới đâu con theo tới đó. Giống như là thân em như lục bình trôi rồi. Hai chị này làm mình hồi hộp quá. Giật mình tưởng là đầu hàng. Được chưa? Nhưng mà hai chị này tôi phải cố làm chứ còn có 8 phút. Còn 8 phút rồi hả? Phải xét mới được. Mày thứ hai mở cháu mình thua cậu rồi mà. Nói nghe nào. Được nghe. Như mấy xin thua hả? Hả lại xin bớt ra. Mấy anh trai kia thi á. Không kịp giờ á, không có tiền, đúng không? Ừ. Còn như lỡ tụi em thi không kịp giờ á. Ừ. Hay là thua á. Ừ. Cho phân nửa được không? Không. Không có ưu ái gì á. Vậy sao anh nói là ưu tiên cho phụ nữ? Ưu tiên cho phụ nữ là ăn ít thôi. Hai mợ cháu mình đậu hàng cậu. Chút mợ lấy tiền của mợ bao con trà sữa chứ không có lấy qua không được rồi. Cái quy luật rõ ràng mà. Chấp nhận phải không? Giờ hai mẹ cháu là đầu hàng phải không? Dạ. Đầu hàng vô. Hồi nãy anh làm sao mà em thấy ít mà sao giờ em ăn quá trời luôn mà vẫn còn vậy? Không biết nữa. Giỡn thì chịu giỡn cái nào. Bây giờ hỏi hai mẹ cháu là đầu hàng thì thôi, đầu hàng vô điều kiện nha. Dạ. Tiền thì tự bỏ ra uống trà sữa nha. Dạ. Thôi giận quá. Đó là quy luật. Quy luật trò chơi để bỏ ra là có thắng có thua. Nhìn chớp mắt thôi chứ không làm được gì đâu. Thôi vậy thôi ha. Dạ. Gia đình mình cảm ơn cô bác anh chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của gia đình mình. Gia đình mình cũng không quên là kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe giàu nang. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.